Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin du học của New World Education. Thưa quý vị, sự phát triển của lĩnh vực hàng không vũ trụ đã và đang thúc đẩy nhu cầu nhân sự ngành kỹ thuật hàng không. Đây không chỉ là hiện thực đang diễn ra ở Canada mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Du học ngành kỹ thuật hàng không được xem là sự đầu tư lý tưởng giúp sinh viên đón đầu cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai. Trong bản tin ngày hôm nay, Du học New World Education sẽ gửi đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh bản tin du học với chủ đề Việc làm và định cư dễ dàng ngành kỹ thuật hàng không tại Canada. Trong bản tin hôm nay, Du học New World sẽ gửi đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh bản tin du học với chủ đề Việc làm và định cư dễ dàng cùng ngành kỹ thuật hàng không tại Canada. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các điểm tin chính sau đây. Tại sao ngành kỹ thuật hàng không lại hấp dẫn tại Canada? Giới thiệu cảng hàng không tại Thunder Bay. Học ngành kỹ thuật hàng không có khó không? Yêu cầu đầu vào của ngành kỹ thuật hàng không như thế nào? Tỷ lệ việc làm, mức lương và cơ hội định cư của ngành kỹ thuật hàng không. Đồng hành với Trân ngày hôm nay là anh Thành, đại diện tuyển sinh của trường Confederation College, một trong những trường có thế mạnh về giảng dạy và đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hàng không. Anh Thành sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thông tin này. Xin cảm ơn anh Thành đã đồng ý nhận lời mời tham gia bản tin của Du học New World ngày hôm nay. Có thể nói ngành kỹ thuật hàng không là một ngành học thú vị, nhiều thử thách và cơ hội. Vậy anh Thành có thể chia sẻ cho các bạn biết ngành này tại Canada đang hấp dẫn như thế nào không ạ? Như các bạn đã biết, Canada là đất nước lớn thứ hai trên thế giới và khác với những đất nước nhỏ khác như Việt Nam chúng ta thì phương tiện di chuyển chính ở đây chính là đi bằng máy bay. Và vì vậy ngành thiết kế hàng không, sản xuất hay bảo trì vận tải hàng không tại Canada nó đã có trên 100 năm lịch sử vận hành. Hàng không Canada nằm trong top 5 về chất lượng phục vụ trên toàn thế giới. Tại đây có trên 123 hãng máy bay, phục vụ lên đến 227 điểm đến quốc tế và có đến 2,3 triệu lượt cất cánh hàng năm tại Canada. Trong 20 năm tới, hàng không Canada dự kiến tăng trưởng lên đến 51%, mang đến trên hơn 800.000 jobs, cũng như mang đến cho Canada GDP lên đến 73 tỷ đô Mỹ. Theo em được biết thì Thunder Bay là một điểm kết nối quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi trên thế giới. Hiện tại thì Thunder Bay là nơi tọa lạc của một trong ba sân bay lớn nhất của Ontario và là cảng biển lớn thứ 6 tại Canada. Vậy thì anh Thành có thể giới thiệu thêm về cảng hàng không này tại Thunder Bay không ạ? Sân bay quốc tế Thunder Bay hàng ngày đón đến 18 chuyến bay đến từ Toronto và vận chuyển đến 1 triệu lượt khách mỗi năm ở đây, với hơn 66.700 lượt cất cánh ở Thunder Bay. Thunder Bay cũng là trụ sở của một cái công ty hàng không, công ty về thiết bị hàng không lớn nhất của Canada, Bombardier. Sân bay quốc tế Thunder Bay cách trường Confederation College chỉ 15 phút lái xe. Và đây cũng là cái campus của tất cả các khối ngành hàng không của trường Confederation College. Chuyên ngành kỹ thuật hàng không có thể nói là một ngành khá đặc biệt. Vậy anh Thành có thể cho em cùng quý vị khán giả được biết yêu cầu đầu vào của ngành này như thế nào và chương trình giảng dạy của ngành này thì có khó hơn so với các ngành khác không ạ? Khoa hàng không của trường Confederation College là một trong những khoa lâu đời và mạnh nhất tại Canada. Thì khoa vừa chào đón ngài Julie Payette, ngài tổng toàn quyền của Canada thay mặt cho nữ hoàng trị vì Canada. Thì phái đoàn của ngài vừa đáp thẳng vào đường bay của khoa hàng không trường Confederation College. Trường hiện đang có 7 chuyên ngành hàng không, trong đó có 3 chuyên ngành hàng không mở cho sinh viên quốc tế, bao gồm thiết kế và bảo trì học từ 2 đến 3 năm. Chính vì cái lịch sử lâu đời cũng như những lợi ích mà chương trình mang lại rất vượt trội, được Transport Canada thẩm định và công nhận, và cả không bị cắt quota trong suốt quá trình học, nên yêu cầu đầu vào, đặc biệt là IELTS tại Confederation College cũng cao hơn các khoa hàng không khác tại Canada. Ví dụ như là IELTS 6.5 không có band nào 6.0, hoặc là yêu cầu về toán cấp 3 phải từ 7.0 trở lên và có GPA từ 7 trở lên. Chương trình cũng yêu cầu sinh viên phải tham gia tổng cái thời gian học tập tại trường từ 95% trở lên và điểm GPA phải từ 75% trở lên mới đậu một môn học của chuyên ngành hàng không tại trường Confederation College. Vừa rồi thì anh Thành đã chia sẻ rất là chi tiết về yêu cầu đầu vào của ngành kỹ thuật hàng không, mà vì vậy nên là các bạn mà có đam mê về ngành này thì hãy chuẩn bị hồ sơ ghi danh của mình thật là kỹ lưỡng nha. Vì anh Thành có thể cho em hỏi thêm là các bạn học sinh sau khi mà học xong ngành này nè thì cái cơ hội về việc làm, mức lương, định cư của các bạn như thế nào được không ạ? Tất cả 3 ngành hàng không của trường đều thuộc nhóm ngành được chỉ định ưu tiên trong cái chương trình định cư RNIP. Đây là chuyên ngành khó và đòi hỏi sinh viên phải đầu tư học tập thật nghiêm túc. Chính vì vậy, cái tỷ lệ cạnh tranh sau tốt nghiệp khá thấp, nên cái tỷ lệ sinh viên quốc tế có jobs và có mức lương lại rất cao, trung bình từ 28 đô cho một giờ làm việc tại đây ạ. Câu hỏi cuối cùng mà em muốn trao đổi với anh Thành ngày hôm nay là anh có lời khuyên nào dành cho các bạn sinh viên nói chung và các bạn sinh viên Việt Nam nói riêng khi các bạn chọn ngành kỹ thuật hàng không là lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của mình không ạ?
Hàng không là khối ngành rất đặc thù trong khối kỹ thuật nên sinh viên ngay từ đầu đã phải thể hiện rằng thật sự yêu thích đối với khối ngành kỹ thuật này và có năng lực học tập cũng như IELTS rất tốt. Đầu vào của các khối ngành hàng không thì tương đối là khá cao, cũng như cái chỗ cho khối ngành này thì cũng rất hạn chế, vì vậy sinh viên cần phải tranh thủ nộp hồ sơ thật sớm. Trong quá trình học tập, sinh viên cần nỗ lực tối đa, đầu tư nghiêm túc vì chương trình này khá khắt khe về cả điểm danh lẫn cho điểm của từng môn học kỷ luật trong suốt quá trình học lẫn cái chương trình thực hành của OS. Riêng khối ngành chuyên ngành bảo trì hàng không, sau khi ra trường, sinh viên cần một cái thời gian công tác trước khi bước vào cái kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề. Khối ngành này trong suốt quá trình học, nhà trường luôn yêu cầu tính chuẩn mực, tính chính xác và kỷ luật rất cao, vì trong thực tế làm việc, một sai sót nhỏ trong quá trình bảo trì máy bay cũng có thể gây ra một cái hậu quả rất khó lường. Đây là công việc làm theo ca kíp với cái mức lương rất cao và bỏ xa các khối ngành kỹ thuật khác. Với Confederation College, chỗ cho ba khối chuyên ngành này khá hạn chế và yêu cầu đầu vào hơi cao hơn một chút so với các trường khác. Nên nếu sinh viên muốn học tại một cái khoa danh tiếng và lâu đời của trường thì liên hệ New World càng sớm càng tốt nhé. Rất cảm ơn thời gian và những thông tin hữu ích mà anh Thành đã chia sẻ trong bản tin du học của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng bản tin ngày hôm nay, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ có những lựa chọn cho mình được một lộ trình phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình khi đăng ký học tập tại Canada. Chương trình giảng dạy được kết hợp giữa thực hành và lý thuyết tại Confederation College sẽ giúp cho sinh viên có những nền tảng kiến thức vững chắc sau khi tốt nghiệp. New World Education rất hy vọng có thể được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên con đường thực hiện giấc mơ và kế hoạch của mình. Hãy liên hệ ngay với tổng đài miễn phí cuộc gọi 1800 6577 hoặc truy cập vào website www.newworld.edu.vn của chúng tôi để được tư vấn và làm hồ sơ du học miễn phí nhé. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh du học New World Education để đón xem những thông tin mới nhất về du học các nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo.